Alo, thân chào tất cả mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một cái đèn. Đèn này là đèn năng lượng mặt trời nha quý vị. Thì cái đèn này hôm trước mình đi ve chai mình có mua được. Nhưng mà nhà mình có xài một cái cũng y chang cái này nè. Vậy mà cho nên hôm nay mình xin review sản phẩm này cho quý vị xem luôn. Ha. Thì cái sản phẩm này test nó khó lắm. Đem về là mình test lên được rồi mình mới là giới thiệu cho quý vị xem. Nhưng mà quá trình test của nó không phải dễ đâu. Cái người mà không biết thì không bao giờ mở cái đèn này lên sáng được. Ha. Thì biết mới mở lên được. Tại vì mình có mua rồi mình biết cái nó thì mình mới là review cho quý bạn xem. Thì đối với cái đèn này á, để mà mở ra được á, thì chúng ta làm thế này nè quý vị. Thì khi mua về chúng ta có một cái tấm pin năng lượng mặt trời, ví dụ như là cái cục sạc dự phòng của mình nè. Mình coi như nó là tấm pin năng lượng mặt trời ha. Và đây là cái đầu dây vô nè, mình ghim vô. Thì quý vị khi thấy ghim vô khi mà sạc pin á, có dòng điện đi qua thì nó không bao giờ sáng được đâu. Đó, không có sáng. Cho dù là cái cảm biến chuyển động nó thấy mình chuyển động nó cũng không sáng được nữa. Đó. Giờ mình rút ra gì thấy nó sẽ sáng đó. Cái nguyên lý hoạt động của nó là như thế này nè, mình rút ra luôn, mình rút cái chuôi này ra luôn thì nó cũng không có sáng được. Và cái nguyên lý hoạt động chính của nó đó là sao, khi có cái là dòng điện đi qua tấm pin năng lượng mặt trời chẳng hạn như cục sạc của mình đó thì nó sẽ không có sáng nha đó. Không bao giờ sáng được. Và khi mà tới chiều hoặc ban đêm mà tấm pin năng lượng mặt trời không còn nạp pin cho đó là cái đèn này nữa thì nó sẽ sáng. Mà chúng ta rút cái chuôi ra rồi nó cũng không sáng như mình đang cầm, nó cũng không có sáng được. Mà mình hãy ghim vô thế này đấy, ghim vô nó sẽ sáng. Nó hiểu là ban đêm thì nó mới sáng, bởi vì đèn này chúng ta thường để ở ngoài trời nên nó là ban đêm nó sẽ sáng lên đấy. Cái nguyên lý hoạt động của nó là rất là hay vậy đó quý vị. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cái sản phẩm này. Đây là cái chiếc đèn mà mình mua, mình đã xài rồi ha. Thì quý vị thấy nó có là 6 cái bảng led đó. 6 cái bảng led như thế này. Mình cái đèn mình mua mình đã xài rồi khoảng hơn 1 năm rồi, 5 rưỡi gần 2 năm luôn chứ hơn năm gì nữa. Mình mua với giá là 120 ngàn à. Mình thì review những sản phẩm nào mà mình đã xài rồi, mình biết được cái độ an toàn, cái độ là đảm bảo của nó thì mình mới đi review. Chứ mình không có thích review mà mới mua về review. Mới mua về thì nói chung là mình chưa có xài như biết như thế nào, mình mới có nhìn đó thì mình rõ ràng là mình chưa có biết nên mình là không thích review cái kiểu đó. Mình là chỉ review những sản phẩm nào mình mua, mình xài rồi, mình đã có kinh nghiệm và mình là đã biết được cái đặc tính của nó rồi thì mình mới review. Nhà mình thì mình đã mua cái đèn này mình xài rồi quý vị, có xài rồi. Mình treo ở trên trước cửa nhà mình thì mình cho quý vị xem cái đèn của mình nè. Đó. Và đây là cái đèn của mình nè quý vị. Cái đèn của mình xài lâu rồi, 1 năm mấy nay rồi, nó vẫn sáng. Mặc dù mấy ngày nay trời mưa trời gió nó sạc không biết có đủ pin không nữa, nhưng mà cái độ sáng nó như thế này nè quý vị. Đó. Chúng ta có thể nhìn thấy được đấy, có thể nhìn thấy được đường đi, nhìn thấy được là các đồ vật, nhưng mà nó ở cái dạng ta gọi là xài được thôi, chứ không phải là nó sáng như một cái bóng đèn mà 60-70W chúng ta mua là mắc tiền ha. Cái đó là không phải không đúng đó. Vì vậy mà là chúng ta phải là hiểu được một vấn đề, đó là đèn nó sáng nhưng mà sáng nằm ở cái là mức độ mà vừa phải thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái đèn này ra cho quý vị xem coi bên trong nó có cái nội thất như thế nào ha quý vị, để mình biết được cái đèn nó tốt hay là nó xịn hay là nó dởm như thế nào. Thì mình mở ra cho quý vị xem, nhưng mà nó cũng ở cái mức độ là tương đối thôi, chứ mình cũng không có hay ho gì cái vấn đề mà mạch này đâu. Mình muốn mong muốn là cho quý vị xem bên trong nó như thế nào thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra, sẽ mở hết cho quý vị xem nè. Bây giờ mình đã mở ra được rồi nè quý vị. Đó. Còn một con ốc này nữa.
Rồi, mình đã mở ra được rồi nè. Thì nó gồm có hai phần quý vị. Ốc vít rồi tùm lum hết trơn hết trọi. Để mình lượm mấy ốc này vô cái hả. Rồi, đây. Đây là bên trong của nó nè. Đầu tiên, quý vị thấy nó có một cái là mặt kính. Mà mặt kính này nó hay lắm nghe quý vị. Nó có một cái là viền trắng này nè. Viền trắng này nó là nó biết gì không? Cái cọng dây thun bên trong đó đó. Cái công dụng của nó là dùng để đó là làm cho cái tiếp xúc này nè nó sẽ tốt hơn, chống nước á, cái khe hở giữa hai cái ấy chống nước cũng hay ha. Đó, nó công dây thun nó như thế này nè. Rồi còn bên trong nó thì gồm có 6 dĩ led, 1 2 4 5 6, 6 dĩ led. Mỗi dĩ như vậy nó có 20 con led. À, cái độ sáng của nó thì như mình nói hồi nãy đó thì nó sáng ở mức độ là vừa phải thôi đó, nó sáng nè, chứ không phải là sáng trắng sáng một cách mà như đèn 60 70W, là không phải như vậy ha. Rồi bây giờ mình mở cái bảng led nó ra luôn coi cái mạch nó như thế nào mà chú vị xem nha. Rồi mình đã mở xong được cái bảng led rồi nè. Ô, bảng led nó như thế này và bên trong nó có một cái viên pin nè quý vị. Bên trong nó có một cái viên pin. Để mình tháo viên pin này ra coi viên pin này nó hiệu là gì. Giờ viên pin này nó không có hiệu gì hết trơn Rồi bây giờ mình nhìn tới cái mạch của nó nè. Mà mình chưa mình coi cái chỗ mà để pin này nó hay đều á. Đó là cái khe pin này mình có quyền thay được. Đó. Khi mà con pin mình hư mình không có cần hàng, mình chỉ lấy viên pin mới mình thay vô thôi. Còn cái chỗ mà công tắc, cái chỗ đầu vào của nó nè, đây là công tắc đầu vào, quý vị thấy sẽ có ba cọng dây. Cọng dây đó là đỏ, dây đen và dây xanh. Dây đỏ, dây đen đó là hai cọng dây nguồn, cọng dây xanh này là cọng dây tín hiệu. Nếu như chúng ta cắt bỏ đi cọng dây tín hiệu này là chúng ta ghim điện vô, nghĩa là khi có dòng điện đi qua chúng ta ghim vô là đèn sáng luôn à, nó không có phân biệt được ban ngày ban đêm nha. Cọng dây màu xanh này mới là cọng dây đó là tín hiệu, nó mới là cái phần quan trọng của cái đèn này nè. Đó, hay là hay chỗ đó đó. Còn chúng ta nhìn sơ qua cái bảng mạch nè, thì bảng mạch nó có chút xíu à, nó bằng ngón tay à, nó bằng ngón tay của mình thôi. Mình cũng không biết nó là gì luôn nữa. Thôi, bây giờ mình sẽ gắn vào lại. Nhưng mà trước khi gắn mình đo cái thử cái viên pin của mình coi, cái viên pin của nó coi nó được bao nhiêu volt, coi còn pin không. Đo nè, pin của nó còn 3,7V nè quý vị. Pin này hết. Pin mà 3,7 là hết. Mình có một viên pin là mình đo thử cho quý vị xem. Đó, 4,1617. Đây là viên pin đầy nha. Mình sẽ lấy viên pin đầy mình gắn vô và mình sẽ đi test cho tất cả mọi người cùng xem cái độ sáng của nó như thế nào ha. Rồi, mình sẽ gắn cái mạch này lại. Rồi mà vậy là ngược. Sẽ quay lại mới được. Vì là không có khớp. Rồi quay lại. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái đèn vô lại và sẽ đó là đi test cho quý vị xem nha. Và đây mình đã gắp lại xong rồi nè quý vị. Đó. Bây giờ mình sẽ là đem nó ra ngoài trời mình test lại cho quý vị xem ha. Thì ngoài trời hiện giờ trời cũng đang mưa. Đó. Mình sẽ lấy cọng dây này. Nhưng mà không cần đâu. Mình sẽ lấy cái cọng dây mà đứt đây nè. Nó cũng như công tắc vậy đó. Khi mình ghim vô là nó sẽ sáng nè. Bây giờ nó đâu có điện đâu. Nó hiểu là ban đêm. Nó sáng nha. Rồi. Bây giờ xin mời cả nhà đi theo mình ha. Mình sẽ test cho quý vị xem. Và đây là cái thành, đây là cái kết quả của nó nè quý vị. À. Trời hiện giờ đang mưa. Đó, bây giờ ví dụ như mình là mình chiếu sáng đó nè. Đấy. Mình quay cầm có con tay quay hơi khó không gì nữa nè đó. Mình quay cái vườn lan của mình nè. Đó, vậy thấy. Ánh sáng của nó như thế này nè. Đấy. Đủ để chúng ta quan sát ha, đủ nè, quan sát thì được, ta có thể đi tới đi lui được.
quay đường đi nè. Đó. Ánh sáng nó được như thế này nè. Chứ không phải là nó sáng ấy nè. Lúc mới mua về nó cũng vậy luôn. Nó chỉ sáng như thế này thôi. À. Đấy. Cho phép chúng ta đó là có thể nhìn thấy đường đi, có thể lượm được vài món đồ. Đây là cái bụi lan này, chúng ta có thể thấy được là bông lan luôn nè. Đó. Đó là kết quả chúng ta thu được các quý vị.